Tin vui bất ngờ quý vị ơi. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta nhận được thông tin có một anh đại gia tại tỉnh Cà Mau sẽ đứng ra trả cho cô Vân 150 triệu chứ không lấy cô Vân làm vợ nghe cô chú chị. Cái thông tin này như thế nào thì mời cô chú chị xem hết clip, nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình tới nha. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minter TV. Lời nói đầu tiên Minter gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Minter đang có mặt tại nhà của cô Vân. Thì mấy ngày hôm nay Minter đã chia sẻ video của cô Vân á, thì hôm nay thì Minter muốn đi tới nhà tìm hiểu và quay cái ngôi nhà của cô Vân cũng như công việc hàng ngày của cô như thế nào, gửi cho cô chú chị để nhiều cô chú chị nói là cô giả tạo hay là sống vì tiền hay là muốn lợi dụng lên video để xin tiền của cộng đồng. Đó. Thì mấy ngày hôm nay thì nhiều cô chú đã trách móc cô rất là nhiều luôn. Thì mình tớ muốn qua đây để tìm hiểu cái cuộc sống hàng ngày của cô như thế nào, để cho cô chú chị xem. Rồi mời cô chú chị tới chân mình tớ vào trong ạ. Thì hôm nay mình tớ qua tới nhà cô luôn rồi cô chú chị ơi. Đi đường vô nhà cô nè, rất là khó khăn luôn á. Đi đường sình lầy không à. Thì hôm nay thì mình tớ đi cũng mấy kênh đó cô chú chị. Thì muốn quay hoàn cảnh của cô, nhà cửa cô như thế nào á. Thì cô nói là đây là cái nhà cô thì đã cầm cố gì rồi. Ủa cô đâu anh? Ồ chào cô. Khỏe không cô? Dạ cô đang làm gì á? Đang mới móc sen hả? Sen đó hả? Mới móc lên bỏ đó. Ủa giờ đang móc rồi hả cô? Cô có cần chưa? Như này khoảng nhiêu ký ta? Cái này được nhiều không cô? Này bữa con móc được nhiêu đây nè. Dạ. Khoảng 2 ký, hơn 2 ký hả? Ký nhiêu cô? Hả? 1 ký bán được nhiêu tiền? Ký con bán được có 40 ngàn, lỗ bán mấy năm nay rồi có 1 ký. Ký 40 ngàn được nhiêu đây một ngày là... Nhiêu đây là hai vợ chồng sống như này đó hả? Rồi giờ cô đã mấy bó rồi hả cô? Dạ. Bó lại ha. Cô bó rồi cô cân lại sẵn vậy đó, là sáng cô mang ra chợ cô bán. Dạ. Luôn cô cân người ta phiền phức đó. Dạ. Bỏ là bán hàng hả cô? Không, cô bán lẻ. Bán lẻ hả? Dạ thôi vậy giờ cô bó lại đi rồi cái tụi con nói chuyện với cô chút xíu nha. Một lát anh Vinh Duy mua hết luôn anh Duy. Họ ba anh em, mình mua đi. Em có đem tiền theo. Hồi bên tư, hồi bên tư, kênh bên tư chị Vinh đẩy anh em mình mua. Đi mua đi, hồi chia ra cho em nha. Rồi, ok. Rồi, cô bó thì hôm nay con muốn lên đây để chia sẻ với cô là câu chuyện thật của cô như thế nào thì cô nên nói hết. Theo con được biết thì chắc không phải là cô lên cái nền tảng xã hội này để cô mà để tuyển chồng đâu phải không cô? Dạ. Không phải câu chuyện như vậy phải không cô? Dạ, chắc cũng có một lý do hả cô? Dạ. Thì thôi giờ cô có thể trình bày cho tụi con biết là lý do câu chuyện thật của cô như thế nào ạ? Con mời cô ạ. Lý do của cô là coi như là mấy năm nay á, là cô chú mình ăn thất bại. Cho nên á, là cô chú cũng có là đi tạm gửi cái giấy ở bên công chứng á. Nhưng mà không có... mình thất bại quá cho nên không có khả năng để mình đóng lời đóng lãi. Dạ. Cho nên vì chỗ đó cô sợ là mất đi miếng đất của của ông bà để lại. Dạ. Cho nên cô có bàn với Dượng là thôi bây giờ á muốn á chuộc lại miếng đất nhân quả thì phải tụi mình phải bàn bạc lại, phải chia tay thôi. Thì cho nên là chú nói với cô là nếu là cô muốn á thì chú chiều. Chứ bây giờ là mình ăn thất bại quá chú cũng không biết nói làm sao để cho cô được hài lòng. Thì ngày hôm nay á tôi cũng có lên chương trình để muốn tuyển một người để trả nợ cho tôi. Nhưng tôi cũng không có biết được hay là không thì cái này tôi cũng không có rõ, không có hiểu được. Nhưng mà vì bổn phận mình khổ sở quá cho nên tôi phải đến chương trình vậy thôi. Chứ bây giờ là ba bên bốn phía tôi không có nhờ cậy được ai hết.
Vậy thì bây giờ đó tôi cũng lên đây đó là cũng nhờ cô chú nào có thương tình để giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Để nói lại thì cô, cái câu chuyện của cô á thì tụi con nghe tụi con cũng hiểu, thì cho nên ngày hôm nay á, anh em tụi con tới đây để quay để chia sẻ với cô, để chia sẻ với cô để cho biết cái câu chuyện thật của cô chú như thế nào, để nhiều khi một số mà khán giả trên mạng mạng nền tảng xã hội này không biết đó, thì nhiều khi người ta có những cái lời bình luận nó làm cho chắc cô cũng đau lòng, đúng không dạ, cô? Dạ, cô thì đau lòng. Con nghĩ thì mình nên chia sẻ thật cái câu chuyện cô. Dạ. Thì cũng trên đời này hiện tại bây giờ á, thì đồng ý là cái thời này là thời mạt pháp nha cô. Dạ. Nhưng mà hiện tại giờ cái lòng Bồ Tát của mọi người rất là nhiều. Dạ. Cô cũng bằng chứng là cô thấy á, mọi người nơi nơi từ Bắc chí Nam, cô thấy giờ họ làm việc thiện rất là nhiều. Dạ. Nếu cái câu chuyện của mình mà nó lâm vào một cái hoàn cảnh mà bi đát đó cô, dạ, khó khăn á, thì con nghĩ nếu mà mình chia sẻ thật thì sẽ có những cái gì mà người ta có cái tâm Bồ Tát đó cô, người ta sẽ giúp cô thôi, ít hay là nhiều á cô. Tại vì anh em tụi con á, bọn con đây đi làm quay chia sẻ từ thiện rất là nhiều, cho nên tụi con hiểu bây giờ những nhà từ thiện á, những mạnh thường quân người ta làm nó giúp đỡ rất là nhiều, để người ta làm để người ta tích đức cho con cháu nơi đời sau. Cho nên á, thì cô lên đây để mình hôm nay á, cái clip này để mình chia sẻ thật về cái câu chuyện của gia đình cô, không phải là để mình xin cái lòng thương hại của người ta cô, không dạ, phải dạ. Nhưng mà mình đến nơi đây để coi có những cái mạnh thường quân nào mà hữu duyên á, dạ, đủ duyên để giúp được cô thì cho mượn cũng được cô, thì cô dạ, chú làm được thì cô chú sẽ trả lại. Dạ. Thì theo con biết á, thì cái miếng đất này là miếng đất hương quả của cha mẹ cô để lại, dạ, cho nên cô không đành lòng nào để mất miếng đất này, dạ, đúng không cô? Dạ. Vậy thì cái câu chuyện mà ngày hôm qua tụi con quay á, dạ, tụi con quay để chia sẻ clip ngày hôm qua đó, thì cô có đưa ra cái loại đó là giấy ly hôn. Dạ. Thì con nghĩ, con thấy cô khi cô đưa cái giấy ly hôn ra, con thấy cô khóc rất là nhiều. Thì con biết cái bên trong cái câu chuyện này nó sẽ còn cái ẩn khúc gì đó. Dạ. Vậy thì giờ con muốn hỏi cô, cái giấy ly hôn ngày hôm qua cô làm là giấy đó là buộc lòng, chú buộc lòng, chú ép lòng, chú làm để cho cô có tiền, cô đi lên để cô kêu gọi hoặc cô làm một cái điều gì đó để cô có tiền chủ đất nào đó, phải không cô? Dạ. Thật sự trong tâm cô không muốn gì, đúng không dạ, cô? Nói chung thì trong tâm tôi không muốn bỏ chồng bỏ con, nhưng mà tại vì hoàn cảnh quá khắt khe rồi, giờ cũng không biết làm sao bây giờ. Tôi mới nói với ổng thôi bây giờ ổng ấy hai đứa mình chia tay đi, để mình kiếm số tiền đừng là mình chuộc lại miếng đất hương quả này. Dạ. Chứ nếu mà miếng đất này mất đi thì chắc tôi chắc không sống. Cái này là tôi đừng nói bằng sự thật luôn chứ không có là gian dối gì hết á. Dạ đúng rồi, con thì con nói với cô vậy nè, con thì con đã quy y lâu rồi cô. Dạ. Con đi chùa đình miếu mạo núi rất là nhiều, cho nên con cũng có một cái cảm giác đó về cái phần tâm linh. Cho nên con nhìn cô ngày hôm qua thì con không hiểu một cái câu chuyện về ẩn khúc của gia đình cô đó, chứ không phải con không hiểu đâu. Nhưng con nói với cô vậy nè, câu chuyện của cô thật ra ngày hôm nay cô nói thật ra thì cũng như cái anh ở Cà Mau nãy anh có nói một câu, cô đã lớn rồi, cô đã 64 tuổi mà nghe cô để đi bán cái thân mình để lấy 150 triệu để chuộc lại miếng đất hương quả, tôi vợ chồng tôi nghe rất là đau lòng. Đó là vợ chồng anh Dũng ở Cà Mau nha cô. Dạ. Vợ chồng anh Dũng ở Cà Mau thì con nghe thì con cũng cảm thấy, và cái clip của cô á, mặc dù con tụi con là người truyền thông để làm để mang đến những cái hoàn cảnh những cái này để đến cho anh em ở trên cộng đồng người ta biết, chú dạ, bác người ta biết để người ta cùng nhau để chia sẻ giúp những hoàn cảnh. Dạ. Thì riêng cái câu chuyện của cô á, ngày hôm qua con về con xem lại rất là nhiều, thì con có cảm giác thì cô chú đang có một cái ẩn khúc trong gia đình rất là buồn, con biết như vậy là như vậy. Thì giờ ngày hôm nay á, nếu mà cô lên cô chia sẻ với trên cộng đồng mạng trên đây á, thì cô cảm thấy cô, nếu mà cô chia sẻ thật lòng vậy, cô cảm thấy cô có nhẹ lòng không? Dạ nhẹ. Dạ. Vậy thì giờ con nói với con về riêng mà chỗ anh Dũng á, vợ chồng anh Dũng ở Cà Mau Đầm Dơi. Dạ. Là vợ chồng anh đó là nuôi tôm, nuôi tôm với cua, thì vợ chồng anh ấy cũng theo con biết nói chuyện với con cũng trên một tiếng đồng hồ, thì con thấy hai vợ chồng đó rất là tâm, rất là Bồ Tát. Nhưng mà con mới vừa điện thoại thì con nghĩ giờ này là cái giờ người ta đang xuống chạy xuống tôm để người ta làm đó cô. Dạ. Chắc ta nghe không được, thì sau khi con đăng cái clip này lên thì con sẽ về, con sẽ gọi nói chuyện với anh, thì anh nói là nhờ con, nhờ tụi con á là đưa cô xuống dưới Cà Mau. Dạ. Người ta giúp cô, không cần người ta lên tới đây, người ta không cần biết nhà cô luôn. Dạ. Không cần biết nhà cô chú, mà muốn đưa cô xuống đó để cho cô biết nhà, biết cửa, rồi mời cô ở lại chơi, rồi ta sẽ giúp cho cô nhận tiền là nhận tại đó. Dạ.
và tụi con sẽ là cái người mà tụi con ở đây là tụi con không có quyền và không có nghĩa vụ gì nha cô. Dạ. Anh em ba cái kênh YouTube tụi con là gồm có Thanh Hoàng TV, dạ, Trà Vinh và Minh Tơ, dạ, TV phải không em? Dạ. Và Minh Di Vlog Hùng Quê 84. Dạ. Mấy kênh của anh em tụi con ở đây á là không có quyền và không có nghĩa vụ để chịu, dạ, trong chịu trách nhiệm trong cái câu, dạ, chuyện này, dạ, mà tụi con sẽ là một cái cầu nối để cho những mạnh thường quân để giúp đỡ cô. Dạ. Cô hiểu ý cô nói, dạ, con nói cô hiểu ý ha. Dạ. Thì đây tụi con sẽ tận tâm để giúp đỡ cô. Thì chỗ anh Dũng có nói con nếu mà đi, anh Dũng sẽ chuyển chi phí tiền xe để tụi con đưa cô đi xuống dưới đây gặp anh. À vậy luôn ha. Vậy luôn đó. Vậy luôn là quá ok rồi. Thì bây giờ nãy giờ thì chỗ Thanh Hoàng và Minh Tơ thì cũng nghe câu chuyện rồi đó. Đó, đây là những kênh, đây là những kênh. À, kênh của Minh Tơ thì cũng làm chuyên làm từ thiện để giúp những mảnh đời để cô biết rồi. Quá ok rồi. Đó, giờ tụi em có ý gì thì cứ nói chuyện hỏi cô thêm. Thì cô ơi, con ở đây gồm có một vài lời hỏi cô ha, cũng như là hồi nãy anh Di cũng chia sẻ về cô là có anh Dũng ở Cà Mau đó. Thì qua những lời anh Di chia sẻ gì đó, cô hay tin được anh Dũng, vậy là cô thấy trong lòng cô làm sao cô? Cô cũng hơi nhẹ lòng. Nhẹ lòng ha. Hơi thôi chứ hơi còn chưa, cũng như chiếm được 3-4% thôi. Đúng là, chứ cũng chưa được 100%. À, tâm trạng cũng mừng hả cô? Đừng đặt hy vọng sâu quá, nhiều quá. Nói tóm lại là mình cũng đừng đặt hy vọng vào sâu quá. Đặt không có sâu, tại vì cô đã bị 2 lần rồi, cho nên bây giờ cô cũng kinh nghiệm trở lại. Dạ. Nói chung thì con nói cô vậy nè, cũng như mình không phải là mình đặt hy vọng vào một cái chuyện mà mình chưa có thật, là cô nói là đúng. Dạ. Nhưng mà nhiều khi có những mà người ta có tâm Bồ Tát và giúp thật, mình nói gì thì nhiều khi mấy anh, mấy chú bác nghe ta cũng buồn. Đây là những cái câu chuyện, những lời chia sẻ thật của cô nha cả nhà. Cô thì cũng có vài người điện lại gì, nhưng mà họ điện gì thì lợi tính cách là họ đùa cợt, họ chọc ghẹo đó cả nhà. Là khác. Là khác. Thì cho nên thì con, nếu mà có những mình quân thật sự muốn giúp thì nó nghe cô chú ông bà mà có nghe là buồn thì thôi, là cũng thông cảm giùm cho cô nha cả nhà. Tại vì cô là cái người đã bị một hai vài ba người điện lại để nói những lời đó đó cả nhà, cho nên cả nhà cũng thông cảm giùm, cả nhà thông cảm giùm cho cô đó. Còn về anh Dũng này, có xin số điện thoại của con á, thì con nói là cái điện thoại của cô thì đã bị hư bữa nay mà cô chưa có cô chưa có đủ tiền để mua điện thoại khác phải không cô? Cái này để cô chia sẻ luôn đi. Dạ. Cô nói luôn đi cô. Bây giờ điện thoại cô hư lâu chưa? Cũng cỡ 1 tháng mấy nay. Dạ. Dạ. Rồi mấy hôm nay là con nghe nói là cô với chú đi hái sen để bán sen để sống qua ngày phải không? Chú thì đi làm, cô ở nhà một mình đi hái sen để bán mỗi ngày kiếm sống qua ngày. Dạ. Ăn nhín ăn nhúc có tiền để đóng tiền điện, tiền đài. Dạ. Để thôi người ta cắt rồi cái khổ. Thì ngày hôm nay thì cô có đi hái sen không? Có, cô có đi hái được nhiều. Dạ, hái được mới ít đó ha. Dạ. Thì con vừa điện mà cô vừa lên. Dạ, thì ra cô đi cô không có nói với chú, thành ra chú không có biết cô đi đâu. Dạ. Đó thì hôm nay ba anh em con nhận được thông tin chỗ anh Di có, anh Dũng có liên hệ bên Di đó, thì tụi con đến đây cũng như chia sẻ ngoài thông tin này như gửi đến cộng đồng mạng cũng như cho cô để biết được cái thông tin này đó, thì cô cũng có một phần cũng như là vui trong lòng. Đó. Còn cái phần mà để cho con chia sẻ video này là được là thành không thành như thế nào đó thì đó tính sao hết con ha. Dạ. Cả nhà nói như thế này nè, hồi nãy mà khi mình Minh Di á nói chuyện với chỗ anh Dũng đó cả nhà. Thì Minh Di cũng có thể là xin phép anh Dũng nha, cho Minh Di nói vài lời lên clip này. Thì khi mà Minh Di nói chuyện với chỗ anh Dũng á thì nói chuyện này cũng khá lâu cả nhà. Thì anh Dũng theo cái nhận xét của Minh Di, mà Minh Di cũng làm cái việc từ thiện này hồi xưa và cũng lâu năm rồi nha cả nhà, cho nên cái cảm giác mà Minh Di nhận được từ cái chỗ anh Dũng là cảm giác rất là thật. Vợ chồng anh này có tấm lòng rất là Bồ Tát nha cả nhà. Riêng Minh Di, riêng bản thân Minh Di hy vọng rằng vợ chồng của cô chú Úc Dân ở đây sẽ đủ duyên để nhận được một cái sự, một cái tình thương, một cái sự trợ giúp của vợ chồng anh Dũng ở Đầm Dơi, Cà Mau nha cả nhà. Bởi vì nãy Minh Di nói chuyện á, thì Minh Di cũng là người lạ, cho nên Minh Di có xin phép anh Dũng cho Minh Di nói là Minh Di có ghi lại những cái đoạn ghi âm giữa anh em mình trao đổi với nhau. Không phải là cái gì, nhưng mà Minh Di để ghi lại đây để làm kỷ niệm, là những lúc mà anh em mình nói đó là cái cảm xúc của vợ chồng anh nói ra, thì Minh Di muốn ghi lại đi làm kỷ niệm thôi nha anh. Vậy là nãy anh có ghi âm luôn. Minh Di có ghi âm lại làm cái okay. Kỷ niệm. Tại vì Minh Di á rất là thích những cái cảm xúc mà thật sự của con người như vậy. Như cô nói, cô chuyện qua cô nói chuyện với Minh Di á, cô đưa cái giấy mà ly hôn ra, cô vừa cầm, Minh Di nhìn sắc mặt cô là cô gớm nước mắt liền. Thì Minh Di lúc đó Minh Di có cái cảm giác
cái câu chuyện của cô bên trong nó còn rất là nhiều ẩn khúc cả nhà ơi. Hôm nay á, thì cô đã chia sẻ với cả nhà thì cả nhà thấy rồi đó. Cái câu chuyện của cô Út Chân đây, thật ra Minh Duy nói với cả nhà một câu như thế này. Khi hiểu câu chuyện ra, cô và chú đáng thương hơn là đáng trách nha cả nhà. Rất là đáng thương cả nhà ơi. Đó thì những lời mà anh Duy đang nói đây thì cô rớt nước mắt cô chú anh chị. Những cô nghe được những lời mà anh Duy vừa nói xong thì cô ở đây là cầm lòng không đậu luôn. Rớt nước mắt. Thì cũng như là mấy cái clip trước á, thì cô đã chia sẻ một thời gian trước á. Là cô nói chung là muốn trao thân của mình cho những người ai mà cũng có đồng tâm ý hợp với cô, là cô ra giá 200 triệu vì cái cuộc sống rồi nợ nần chồng chất cô mới làm như vậy. Đó. Và lần thứ hai là lần này nè, thì cô tiếp tục lên clip thì cô hạ giá có như là 150 triệu, là chỉ còn 150 triệu thôi. Thì còn 50 triệu thì chú đã trả rồi. Đó, bây giờ cô tiếp tục hy sinh và cô đã làm giấy ly hôn với chú luôn để cho ra pháp lực hẳn hoi vậy đó, để nếu có ai mà thương cô thì sẽ giúp cho cô cái phần đó. Cô là hy sinh luôn rồi đó. Chính vì cái miếng đất hơn quả cho nên là cô phải làm như thế đó, đặng giữ lại cái miếng đất này để có chỗ ở. Đúng rồi đó, thì hai đứa em nó đúng cái câu chuyện mà cô để với chú mà bày để mà hy sinh, chú để hy sinh để làm giấy cho cô. Cả nhà ơi, vợ chồng già mà sống tới tận tuổi này đúng là đã được một kiếp người nha cả nhà, đúng là một kiếp người rồi. Mấy ai sống được chung vợ chồng một kiếp người vậy cả nhà. Riêng bản thân Minh Duy cũng chia sẻ với cả nhà, Minh Duy chưa được hưởng trọn cái niềm vui mà sống một kiếp người mà được một chung vợ chung chồng vậy cả nhà ơi. Minh Duy rất là buồn cho bản thân của mình, có lẽ là đó là cái nghiệp của Minh Duy như vậy. Còn đây cô chú mà được vậy thì mình rất là mừng cho cô chú luôn cả nhà, rất là mừng cho cô chú. Nhưng mà cô chú cũng đừng có vội trách tại sao mà cô chú để làm một cái giấy ly hôn. Tại vì khi người ta đã vô cái hoàn cảnh mà bức bách rồi thì người ta không còn nữa. Cô chú đã lớn tuổi thì đâu làm cách nào để trả tiền cả nhà, cứ đóng lãi hoài sao chịu nổi cả nhà ơi, đúng không? Cho nên cả nhà phải hả vội trách tại sao mà có một cái giấy đó. Đó là ngoài ý muốn bằng cái sự ép buộc. Tại cô chú cũng lớn tuổi rồi thì cũng đâu còn nhỏ tuổi được. Về một cách tính, về một cách nhạy bén, về cách suy nghĩ thì chắc cũng không bằng tuổi trẻ phải không cả nhà. Cho nên cả nhà phải thương và ủng hộ cho cô. Đây là câu chuyện thật đó cả nhà ơi. Thì cô lên list thì cô nói là cần 150 triệu đó. Thì cái số tiền đó nói chung rất là lớn, không phải nhỏ đâu cô chú chị. Rất là lớn mà cô ra giá đó, ai mà chịu ưng cô lấy cô thì lấy 150 triệu để cô chuộc lại miếng đất này. Đó là thì bây giờ rất là nhiều khán giả xem mình lúc nào cũng trách móc bà chửi cô rất là nhiều luôn, thì con nhận số điện thoại rất là nhiều. Mình nghĩ cái giá 150 triệu nó rất là hy hữu đối với cô. Đúng rồi, tại vì cô quá lớn tuổi rồi, không phải còn trẻ nữa. Tại vì cô năm nay sắp mấy rồi, ví dụ còn trẻ thì ra giá bán con rồi thì gả con mình nó sẽ khác. Còn là cô thì quá lớn tuổi. Đúng rồi, bởi vì anh Dũng xem được cái video đó anh Dũng động lòng. Đúng muốn rồi, giúp vợ đỡ chồng, vợ chồng anh Dũng lắm cô ơi. Rất là tốt, động lòng để muốn giúp đỡ cô có lợi được miếng đất của Hương Quả để là ở lại đây, chứ không thể nào mà ra đi vì miếng đất mà không có đất để ở đó. Mình cũng hy vọng anh Dũng sẽ liên lạc với các kênh của anh em ngày hôm đúng nay rồi. Nhìn được video của anh em mình nếu mà Minh Duy mà đi xuống được với cô á, qua anh em mình mua quà miền Tây xuống biếu vợ chồng anh Dũng nha. Ok đó thì qua thấy cô khóc thấy tội lắm. Cô đây là nhận được thông tin của anh Dũng, cô đây cũng rất là mừng, khóc hết nước mắt luôn. Cô có vài lời gì gửi đến anh Dũng không cô? Cô cứ nói thật lòng đi. Cô gửi lời thăm, gửi lời chú Dũng, hai vợ chồng tấm lòng từ bi bác ái mà để nhỏ lòng thương vợ chồng tôi. Tôi rất cảm ơn nhiều. Cô nói nghẹn ngào trong lòng luôn. Cảm ơn, không biết chừng nào chứ hết. Tối anh em con đây nhận được thông tin của anh Dũng cũng mừng lắm cô. Một phần là rất là mừng, chứ không phải gì. Anh Dũng ơi, ý cô thì nói cuộc sống này thì nếu mà là đạo Phật hay là các đạo khác cũng vậy nha anh Dũng, thì gọi là cuộc sống luân hồi anh Dũng. Thì em nghĩ anh Dũng, em nghĩ kiếp này thì kiếp này cô không trả cô mà cô không trả anh kịp, hoặc là nếu mà nhận sự giúp đỡ của anh mà trời Phật thương cô mà cô chú làm được thì chắc trả cho anh sớm, còn không được thì kiếp sau kiếp luân hồi sẽ gặp lại anh Dũng. Nếu mà anh Dũng giúp được cô thì mình có thể dẫn cô đi ghi hình, cô chuột giấy tờ trực tiếp luôn, trực tiếp luôn. Hồi nãy là Minh Duy có nói với anh Dũng gì luôn rồi, Minh Duy nói với anh Dũng là Minh Duy sẽ anh em mình ở đây sẽ thay anh Dũng để làm đủ thủ tục cho cô ra. Anh Dũng còn nói với Minh Duy một câu như thế này:
chắc phải nhờ mấy anh em đi làm giùm, chứ sợ cô lớn tuổi rồi người ta sẽ gạt cô. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì cũng phải sự thật. Anh Dũng nãy có nói gì luôn. Đúng rồi. Ok, vậy là quá ok rồi. Anh rất là chu đáo luôn đó. Vậy là quá ok rồi. Cái gì cũng phải sự thật. Thì nếu mà cô đã gửi lời thăm, gửi lời cảm ơn vợ chồng anh Dũng rồi thì cũng đúng đó là câu cảm ơn hoặc là câu chào thì nó lớn hơn mâm cỗ không anh Dũng. Nhưng mà hy vọng thì Minh Di hy vọng sẽ gặp anh chị vào một ngày gần nhất. Minh Di với hai anh em ở đây sẽ đưa cô để một lần để tới Cà Mau để gặp vợ chồng anh Dũng. Sau đó bọn mình cũng được anh Dũng đẩy cua. Đó. Rồi mong là anh Dũng xem được cái clip của mấy anh em mình ha. Dạ, để chia sẻ. Với có một cái gì nè cả nhà ơi. Hôm nay thì câu chuyện nó sáng tỏ rồi thì mình thấy cô rất là đáng thương nha cả nhà. Đáng thương đáng đáng trách. Thì cả nhà thấy cả nhà vô kênh bình luận đó, cả nhà vô kênh bình luận thì Minh Di cũng nói cô rất là đáng thương cả nhà ơi, tại câu chuyện này nó chưa có gọi là sáng tỏ đâu cả nhà. Minh Di có nói trong cái bình luận của Minh Di. Cả nhà cứ xem lại nha. Và Minh Di cũng có gửi bình luận vào cái kênh của Thanh Hoàng, Trà Vinh và của Minh Tơ TV đó cả nhà. Thì Minh Di cũng nói Minh Di chưa có một chút suy nghĩ nào gọi là trách cô đâu nha cả nhà. Cho nên Minh Di đối diện với cô, Minh Di cảm được, Minh Di hiểu được. Và Minh Di nhìn thấy cô, Minh Di hiểu được chứ không ai hiểu được đâu cả nhà. Minh Di có một cái gì đó duy tâm lắm cả nhà ơi. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt hơn nữa nha cả nhà. Là mình tới đây thật sự chú có ở đây nhưng mà chú đang đi, chú đang đi gọi là mót cái sen đó, phải không em? Chú đang đi mót. Chú dạ. Cô đi mót sen. Còn chú thì hiện tại đi làm, chút nữa chú về phải không cô? Dạ, chú chuẩn bị về phải không cô? Đi thả lưới vòng kiếm cá ăn. À, chú là thả lưới bắt cá về hai ông bà già làm cơm ăn. Cô thì đi mót sen, đi bán sen. Clip thứ hai là gặp chú ha. Vì bây giờ mình đợi, mình chia sẻ clip này xong rồi mình đợi chắc khoảng chừng một tiếng nữa chú về thì mình quay clip mình chia sẻ cả nhà luôn em. Đó, thì mời Minh Di, sau khi Minh Di sẽ nói chuyện với cô để sáng tỏ cái câu chuyện này thì nhìn thấy sắc thái cô rồi cảm thấy nó rất tốt hơn ngày hôm qua. Vui trở lại rồi, vui trở lại. Rất tốt hơn ngày hôm qua. Cô thoải mái phải không cô? Khi mà câu chuyện cô nói thật rồi cô cảm thấy có thoải mái trong lòng không? Dạ. Thì giờ quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, nhất là ở thành phố Trà Vinh này nha, nhất là thành phố Trà Vinh này đã hiểu câu chuyện này rồi thì nên thương cô nha cả nhà. Cuộc đời mỗi con người không ai mà tránh khỏi sai lầm nha cả nhà. Nhưng mà khi sai lầm mà người ta có biết quay đầu, người ta có biết làm lại hay là không. Cô hôm nay cô dũng cảm, cô nói lên sự thật câu chuyện. Con rất là ngưỡng mộ cô. Rất là cảm ơn cô là cái tâm mình vẫn tốt nha cô. Tâm cô vẫn tốt. Thì thôi bây giờ một chút nữa anh em mình sẽ quay về cái chia sẻ mà cô mót sen như thế nào để cho cả nhà xem luôn được không? Ừ. Dạ.